Hôm nay Kim muốn review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe AB125 màu zin nhé. Và dòng xe SH màu luôn, mới có thể đặt cửa hàng là nhanh tay quay cho cả nhà luôn để biết hơn giá về trong tháng 7 này như thế nào. Và nó có hỗ trợ chương trình ưu đãi vậy ha. Thì mọi người khi mua xe thì đừng quên liên hệ qua hotline của em nữa là 0346552628 để được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho xe đi lại, hỗ trợ một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng và rất nhiều quà tặng đi kèm cho anh em ha. Đầu tiên là về mẫu xe của AB125 này, màu zin. Màu zin thì có 3 màu nha, nhưng mà đây có chủ đạo màu, đây có màu màu đỏ nha. Ngoài ra màu đỏ ra thì cửa hàng em luyến còn màu xanh bóng và màu đen nhám rồi nha, phiên bản đặc biệt đó cả nhà. Giá xe của những em này thì có mức giá từ 40.900 đến 41.900 tùy phiên bản ha. Ngoài những em xe màu zin ra thì cửa hàng luyến có hỗ trợ sơn độ theo cầu khách hàng. Theo bữa luyến có quay về một video clip á, nói về những em xe màu zin tại cửa hàng luyến rất là nhiều màu sắc đẹp luôn, nên cả nhà muốn biết cụ thể chi tiết về màu nào thì có liên hệ qua Zalo cho luyến ha. Rất là đẹp đúng không? Hiện tại thì hỗ trợ giá xe của một em xe thì đang có mức giá chỉ từ 40.900 thôi, trả trước cho luyến chỉ cần duy nhất là 4 củ thôi nha, 4 triệu đồng thôi mà rinh về một em xe thì còn chần chừ gì, nhanh tay liên hệ qua hotline của em luyến ha. Hôm nay thì có về thêm AB160 này, 160 thì hiện tại đang có mức giá là 55.900 nha, trả trước cho luyến chỉ cần duy nhất là 7 triệu đồng thôi, 7-8 triệu thôi. Ngoài AB125 này ra thì có màu cả màu xanh xanh nhám đặc biệt rồi nha, màu đen bóng nữa, rất là nhiều màu đẹp luôn đó. Tiếp tới là về ở dòng xe HMO nha, HMO hiện nay cũng về được màu đỏ bóng và màu xanh bóng nha, đó là về màu zin này. Hiện tại thì một em xe phiên bản CBS đang có mức giá là 56.900, còn ABS đang có mức giá là 66.900 nha, chỉ cần trả trước cho em luyến duy nhất là 5 triệu đồng thôi là rinh ngay về một em xe bản CBS, và 10 triệu là đối với bạn ABS ha. Nhanh tay liên hệ qua hotline em luyến là 0346552628 để được hỗ trợ lên lịch, hỗ trợ 2 triệu đồng xe đi lại nha. Cảm ơn mọi người.